Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DN90 TV. Thì hôm nay mình đang có mặt tại huyện Nghĩa Hưng. Mình sẽ giới thiệu với mọi người một xã đang trên đà phát triển của Nghĩa Hưng nhá. Hôm trước thì có một bác tên là Hoàng VD, chắc là bác ấy là người con của Nghĩa Hưng, bác ấy chắc xa quê. Bác ấy có bình luận trong video về cầu Thịnh Long của mình hay làm về xã Nghĩa Bình. Thì hôm nay mình đang có mặt tại xã Nghĩa Bình để làm về mảnh đất nơi đây. Mọi người hãy cùng mình khám phá về toàn bộ mảnh đất Nghĩa Bình cũng như sự phát triển cũng như vẻ đẹp của nó nhé. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mọi người nếu có mong muốn làm một video về bất cứ nơi nào ở tỉnh Nam Định thì hãy bình luận hoặc là nhắn tin vào fanpage DN90 TV để mình sẽ thực hiện nhé. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu đi từ lúc 6 giờ sáng đấy, nhưng mà thời tiết đang cuối tháng 6 nên là cũng khá nắng. Nắng khá gắt đấy. Mình sẽ tranh thủ lúc nào rảnh thì mình sẽ thực hiện giúp mọi người nhá. Mọi người cứ để lại bình luận hoặc là nhắn tin vào fanpage DN90 TV nhá. Thực hiện nhá. Vâng. Mọi người hãy cùng DN90 TV khám phá mảnh đất Nghĩa Bình nhé. Trước tiên để đến Nghĩa Bình chúng ta đi qua cầu Thịnh Long. Cây cầu đã được xây dựng và hoàn thành hơn 1 năm về trước và mình cũng đã làm về video cây cầu Thịnh Long rồi nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về địa lý lịch sử của mảnh đất Nghĩa Bình nhé. Xã Nghĩa Bình nằm ở phía nam huyện Nghĩa Hưng, thuộc hữu ngạn sông Ninh Cơ. Phía bắc giáp xã Nghĩa Phong huyện Nghĩa Hưng, phía đông giáp xã Hải Châu và thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu, ranh giới tự nhiên là sông Ninh Cơ. Phía nam giáp xã Nghĩa Thắng huyện Nghĩa Hưng, phía tây giáp xã Nghĩa Tân huyện Nghĩa Hưng. Diện tích khoảng 8,23 km2, xã Nghĩa Bình có tỉnh lộ 490 chạy qua. Nghĩa Bình đang trên đã phát triển, hệ thống giao thông và hạ tầng đã được nâng cấp làm mới rất nhiều. Sự thay đổi từng ngày mà nếu bạn đi xa khi về khó mà nhận ra mảnh đất nơi đây. Ngoài cây cầu Thịnh Long được xây dựng thì Nghĩa Bình còn có trục đường vành đai kinh tế ven biển Nam Định đi qua nối khu công nghiệp Rạng Đông. Với cao tốc Pháp Vân hứa hẹn mang đến sự phát triển trong Nghĩa Bình, các bạn có thể thấy ngay tại vòng xoay đang có rất nhiều công tú nhà máy đang xây dựng trên mảnh đất Nghĩa Bình. Để một ngày gần đây các bạn không cần đi xa, hãy về Nghĩa Bình sẽ có nhiều cơ hội việc làm gần nhà. Chúng ta đang đi qua xưởng may của công ty may Sông Hồng đang được xây dựng tại Nghĩa Bình nhé. Khi xưởng may hoàn thành hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân Nghĩa Bình và các xã lân cận.
Ngoài bệnh viện đa khoa Nghĩa Bình thì phòng khám Hà Thành cũng là nơi để mọi người chăm sóc sức khỏe. Có thể thấy Nghĩa Bình hội tụ rất nhiều cơ sở hạ tầng lớn trong huyện Nghĩa Hưng. Ở Nghĩa Bình cũng đã có điện máy xanh rồi nhé mọi người. Giờ đây bà con ta có thể mua sắm thoải mái và đa dạng các mặt hàng công nghệ tại điện máy xanh. Tới mời mọi người khám phá cung đường xóm chợ đến nhà thờ giáo xứ Phương Lạc và đi qua trường mầm non cấp 1, cấp 2 Nghĩa Bình nhé. Chúng ta đang đi qua nhà thờ giáo xứ Phương Lạc, một nhà thờ rất to và đẹp. Không biết các bạn xa quê có cần mình làm một video chi tiết về giáo xứ không nhỉ? Nếu ai cần hãy để lại bình luận của video nhé! Còn bên tay trái là khu vực trường cấp 2 Nghĩa Bình, một ngôi trường khang trang và vô cùng rộng. Có bạn nào xem video nhớ lại tuổi học trò dưới mái trường này không? Tiếp tới trạm y tế Nghĩa Bình, kế bên là trường cấp 1 Nghĩa Bình. Một ngôi trường với bao kỷ niệm với những người con Nghĩa Bình và cuối cùng là trường mầm non Nghĩa Bình nhé.
tới chúng ta cùng khám phá cung đường dẫn đến chùa Bình Minh đi xuống xóm Một Nghĩa Bình nhé. Đây là chùa Bình Minh nhé mọi người, ngôi chùa linh thiêng và sạch đẹp nằm giữa cánh đồng mang đến cảm giác yên tĩnh và yên bình.
cung đường cuối cùng mình muốn giới thiệu với mọi người là đường phía Tây cùng của Nghĩa Bình thuộc xóm 16 nhé. Cảnh quê bình yên với con đường nhỏ và bờ sông trong lành, tạo cảm mát mẻ trong mùa hè oi bức. Không biết có bác nào hồi nhỏ tắm sông này không nhỉ? Hãy kể cho mọi người nghe kỷ niệm hồi nhỏ của bạn nhé.
Vậy là mình đã đi cơ bản một vòng Nghĩa Bình rồi, cũng còn vài chỗ chưa quay được hết. Mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ DN90TV và để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nếu có mong muốn làm video ở một địa điểm nào đó hãy để lại bình luận nhé. DN90TV sẽ giúp bạn thỏa nỗi nhớ quê hương. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.